Không ổn rồi. Bọn nó phát hiện ra mình rồi. Với số tiền này, tao với mày đủ để làm lại cuộc đời. Đi đi, đi. Chạy đi. Anh trai của anh Tuệ mới về nước. 10 năm lặn một hơi không thấy sủi tăm. 10 năm rồi gia đình người ta mới đoàn tụ. Anh chỉ còn mỗi mình anh là người thân thôi. Từ bây giờ anh không được khổ nữa. Em sẽ lo cho anh. Chắc mai anh đi tìm việc. Mày muốn cướp luôn số tiền đấy. Định né tao à? Nhận ra em không anh? Mày muốn gì? Việc làm. Em là người bình thường, về nhà bao việc rồi. Chăm chồng cho chăm cả anh chồng nữa. Em làm như thế thì những người như anh Chí còn biết sống ở đâu ở trong cái xã hội này nữa hả em? Để tao giúp mày. Cút. Nghèo thì không được phóng khoáng, cũng không được sĩ. Cái cảm giác mà mình ở giữa gia đình mình mà lúc nào cũng thấy bơ vơ, đúng là khó chịu thật. Thế còn bây giờ anh muốn gánh cho anh trai anh cả đời thì anh cứ việc gánh nhá. Nhưng chúng ta là người nhà mà, người trong một gia đình mà. Thông cảm cho anh em anh.